Severus của tôi là một món quà sinh nhật tự viết cho mình vào năm 2024, với những lời chúc tốt đẹp cho giáo sư Severus Snape và những người yêu mến ông. Ta không muốn sống lại cũng không muốn xuyên qua cũng không muốn thế giới song song, ta chỉ nguyện Severus Snape giáo sư đời thứ nhất chân thật lại tốt đẹp. Hát thuê tiểu thuyết đồng nhân, đọc vui vẻ là tốt rồi. Chương 1 Mộng cảnh cùng thực tế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Nhất thời xúc động đi gặp hắn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Một thân ảnh mơ hồ bóng lưng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Alan Prince. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Anna Gina Reis Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Từ bên cạnh ngươi đi qua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Vingos trong kim khố chìa khóa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Ta chỉ nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Severus Sennett Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Quy đích thi tuyển Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét